drop it. Xin chào các bạn đến kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bàn. Đây giới thiệu với các bác, đây là một đình làng quê em này ở Quang Trung này. Đây các bác, đây là gọi là lễ tế. Thì trước là cô cầm cờ và sau là đoàn trống rước. Các bạn thấy một đình làng quê em là đầu năm khai xuân này, là để phong tục dân gian của các cụ ngày xưa để lại. Nó sau đây là sau đoàn trống là đoàn kiệu, đoàn kiệu và các cô và các bác lễ tế trong đội lễ tế truyền thống. Trước đây là có đội lễ tế nam và đội lễ tế nữ. Bây giờ là lễ tế nữ là nhiều, con trai bây giờ là tham gia phong trào văn nghệ để kém. Các bạn đến nước các nơi ở các hội đền là khác đến nước thì bạn thấy quê em vui như Tết. Quê em quê hương Thái Bình, đất chèo ca hát vui đình vui ta. Đầu làng có mấy cây đa, có cái riêng nước đục ngầu chỉ có chơi có các bạn em vui. Đó đây thực tế quê em đầu làng chỉ có thế, không gì ngoài lễ hội đình chùa. Mùng hai là đã tiên tổ tiên, bốn mùng năm là các là mùng thọ các phật, bắt đầu từ ngoài cho mọi người lễ hội nhiều đi chùa, người đi chùa nhà đi chùa trong quyển đấy. Đây là em quay ra chùa thì đâu có chuyện đó. Đây là chú chùa gà này, có chuyện này, cờ tướng này, kéo co thì năm nay là không có. Đó các bạn nhìn này, bộ chuyển nữ bộ chuyển nam, nhưng mà quay mấy chị em xinh xinh như đánh. Đây là lễ hội cờ người, lễ tế lễ hội chùa là không thiếu thì món cờ và món chọn gà. Đấy là món như dân gian của các cụ ngày xưa. Thế này thì là bộ chuyển nam là đang quánh. Đó đây là khu vui chơi, nói chung là sân đình rộng cho người ta kinh doanh trò chơi. Đây là trò chơi dân gian, niềm đam mê của các cụ này. Trời đầy gà nó tét nó phải mút nó, ôm nó bình nó phải ôm. Đó, đam mê cái gì, đam mê cái thú gà trọi là đây. Cảm ơn các bác lên kênh YouTube Tôi Yêu Giáp Bàn của em. Đây em quay cho các bác xem gà đấy. Các bác thấy kênh của em hay, đăng ký kênh chia sẻ để em ra nhiều video tiếp theo. Tạm biệt các bác ở video tiếp theo. Bye bye. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn trong thời gian đã qua đã theo dõi kênh của mình và ủng hộ cho mình. Thì bây giờ là hội gà đến nơi rồi. Bây giờ mình cũng xin dừng video lại đây để mình vào trận.